một số tiền lớn ra để mua xe rồi và cũng chọn cho mình được màu sơn em thích rồi, nhưng mà lỡ chạy về nó bị chạy thì phải sao? Khỏi phải lo luôn, để đó shop em lo. Và trước mặt em đây là một em SH vừa mua luôn mọi người, chưa kịp bóng biển luôn là anh trai đã ghé shop em để dán cho trong bảo vệ ba lớp siêu bóng cho em nói rồi nè. Và dòng keo trong ba lớp siêu bóng như thế này á, nó có cấu tạo là nó dày gấp 3 lần keo trong thường, rất là dày dặn và độ bền cao nè. Và anh em thợ bên em thi công là dán hết tất cả các dàn áo luôn, gấp mí và dán rất là sạch sẽ và kỹ càng cho anh chị mình nè. Và điều đặc biệt ở dòng keo trong ba lớp siêu bóng này á là nó có thêm một cái lớp siêu nữa. Đây, để em bóc ra cho anh chị mình coi nha. Đây, khi mà em tháo bỏ cái lớp siêu này á thì anh chị em mình có thể thấy á, là độ bóng của nước sơn nó tăng hơn 30% so với cái nước sơn zin không. Anh chị em mình á sử dụng từ 1 đến 2 năm thay keo mới cho em để giữ được cái độ bóng cũng như là cái dàn áo bên ngoài mình lúc nào cũng được mới, được sạch hen. Và shop em bảo hành cho anh chị em mình á là 12 tháng lỗi do bong chóc kỹ thuật nè. Và khi á, mà dán keo trong 3 lớp tại shop em á thì anh chị em mình cũng sẽ được rửa bên ngoài thân xe trước khi dán nha. Ngoài dòng keo trong 3 lớp siêu bóng á, thì shop em cũng có dòng keo trong 3 lớp nhám và PVF nè. Còn bây giờ thì xin mời mọi người cùng ngắm nhìn em SH sau khi dán keo trong bảo vệ 3 lớp siêu bóng tại đại cảnh Sài Gòn Vấp có gì mới lạ nha.